Kính thưa đồng bào thân mến, sau đây tôi cần đi vào chi tiết về phương pháp tốt nhất để giải tán thế giới cộng sản và nhất là để đuổi bọn Tàu Cộng về nước chúng nó. Kính thưa đồng bào, tôi có nghe nhiều phương cách, phương thế và cũng như những sự suy đoán của đồng bào chúng ta trên mạng, Internet, thì đa số đồng bào thầm lặng chịu đựng Việt Nam chúng ta là những người dân thấp cổ bé miệng, những người hiểu biết nhưng mà rất là hiền hòa và cũng như đang chịu đựng về những tội ác của bọn Cộng sản Tàu Cộng và bọn Cộng sản Việt Cộng, cũng như tội ác của bọn đầu cơ tích trữ, tham nhũng hối lộ và những bọn tư bản xanh, tư bản đỏ lo đọng đầy những túi tham cộng đấy. Thì trong số những ý kiến mà tôi nghe được trên mạng Internet thì nói rằng là thí dụ như là Vũ Quang Thuận và một số bạn hữu của cậu Vũ Quang Thuận có nói rằng là Donald Trump sẽ cứu Việt Nam, vân vân và vân vân. Tôi cho quý vị biết thẳng vào vấn đề luôn. Thực sự ra thì thế giới tự do đã và đang ngụp lặng trong những tội ác của những việc làm của những người tự do quá trớn, cũng như bọn thế giới cộng sản là bọn đệ tử của quỷ Satan. Chúng nó đang làm việc ráo riết để bắt nhân loại làm nô lệ cho chúng. Thì nói cho cùng thì thế giới tự do quá trớn thật sự không phải là đầu môi kêu bằng cũng như là đầu mối công việc cứu Việt Nam chúng ta, mà chỉ có Thượng Đế Toàn Năng và chính người Việt Nam chúng ta cần phải đáp lại sự kêu gọi và sự dạy dỗ của thế giới thiên loại đang hướng dẫn và bảo vệ cũng như đang làm việc cứu rỗi người Việt Nam chúng ta và cũng như để cứu đất nước Việt Nam chúng ta nói riêng, và cũng như chỉ có thế giới thiên loại là thế giới mới có thể cứu nhân loại, chứ thật sự ra thế giới tự do quá trớn không thể cứu nhân loại. Và đồng thời đương nhiên bọn cộng sản là bọn quỷ sa tăng thì chúng nó làm bằng đủ mọi cách để thống trị và kìm kẹp thế giới con người. Đồng bào có biết là bọn cộng sản Tàu Cộng cũng như bọn tham sân si lo đọng đầy những túi tham không đấy, chúng nó đang phá tan nát quả địa cầu và chúng nó còn có dự tính là sẽ cho gây chiến tranh nguyên tử xảy ra trong những ngày tháng năm sắp tới để gì giết sạch hầu hết đồng bào nhân loại trên 7 tỷ người, và chúng nó chỉ có sắp xếp theo ý của chúng nó là để cho băng đảng chúng nó, băng đảng giàu có quyền thế trên khắp mọi địa cầu, trong đó có tư bản xanh, tư bản đỏ, tức là có thế giới tự do quá trớn và thế giới cộng sản. Một thiểu số chất bu của chúng nó giàu có quyền thế đã xây những hầm hố, căn cứ, nhà cửa ở dưới lòng đất, dưới đáy biển, dưới chân núi, để khi mà chúng nó cho bom nguyên tử nổ ở khắp mọi nơi thì chúng nó đã ở dưới hầm, ở dưới lòng đất, ở dưới lòng biển để tránh
bom nguyên tử. Thế thì chúng ta đừng có cậy trông vào ngoại lực của con người trên quả địa cầu. Bởi vì sự hiểu biết và quyền năng của con người thì rất là giới hạn. Con người thì không thể chiến thắng quỷ Satan. Mà thế giới cộng sản, chúng nó là quỷ Satan. Chúng nó là quỷ Satan. Và thế giới tự do quá trớn, những kẻ tự do quá trớn, chúng nó là đệ tử của quỷ Satan. Khác thế giới cộng sản và thế giới tự do quá trớn, khác khác hẳn thế giới tự do công bình và cái. Tự do có hai nghĩa khác nhau. Tự do công bình bác ái là một nhóm khác. Còn tự do quá trớn là một nhóm khác. Tự do quá trớn, chúng nó là thế giới cộng sản trá hình. Thế thì chúng ta cậy trông vào ai bây giờ? Vũ Quang Thuận và nhóm của cậu, cũng như là những người mà đấu tranh trên cộng đồng mạng, những người đấu tranh muốn giải tán thế giới cộng sản. Nên nhớ, chỉ có thế giới thiên loại thì mới có thể giải tán thế giới cộng sản. Chỉ có thế giới thiên loại thì mới có thể dẹp bỏ bọn tự do quá trớn. Bởi vì bọn tự do quá trớn và bọn cộng sản, chúng nó như nhau, cá mè một lứa. Đồng bào mau mắn vào trang website facegodjesuschrist.com, copy hai hình ảnh có phép lạ đi chung. Đó là hình ảnh khuôn mặt Chúa Giêsu và hình ảnh anh hùng chiến sĩ trận vong đã hiện ra trên mây. Hai hình ảnh này cần có để trong nhà mình, cùng ảnh tượng thánh giá Chúa Giêsu, cũng như ôm hình ảnh khuôn mặt Chúa Giêsu và hình ảnh anh hùng chiến sĩ trận vong cùng ảnh tượng thánh giá ra đường, ngẩng mặt lên trời cầu nguyện, từ bắc chí nam nhịp nhàng cầu nguyện, thì Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng sẽ làm phép lạ đuổi bọn tàu cộng và thế giới cộng sản ra khỏi đất nước Việt Nam chúng ta, cũng như chính Cha Trời Giêsu sẽ dằn mặt bọn tài phiệt quốc tế, bọn tự do quá trớn, bọn tư bản xanh tư bản đỏ, bọn lo đông đầy những túi tham không đấy, là chúng nó phải ăn năn sám hối, lập công chuộc tội gấp. Bằng ngược lại thì chúng nó sau này, sau khi chết, linh hồn sẽ bị lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt nhiều ngàn năm, vô cùng kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt. Và linh hồn chúng nó, mặt mày chúng nó sẽ biến thành mặt quỷ Satan, vô cùng xấu xí, đau khổ, ghê rợn, kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt. Sẵn đây tôi cho đồng bào coi luôn hình ảnh. Sẽ có động đất, tsunami, nước biển dâng tới mây, và thế giới cộng sản sẽ bị hủy diệt, và bọn giàu có hung dữ ác độc quyền thế, tư bản xanh tư bản đỏ, những kẻ lo đông đầy những túi tham không đấy, tham nhũng bóc lột hối lộ, đàn áp ích kỷ kiêu ngạo hống hách mấy lâu nay, sẽ vô cùng khốn khổ khi sự việc này xảy ra. Đây là hình ảnh cảnh báo về việc động đất, tsunami, nước biển dâng tới mây sắp xảy ra. Đây là hình chúng tôi làm đậm hơn để ai mắt kém có thể xem chi tiết rõ ràng hơn. Còn đây là hình màu gốc chụp như thế nào, chúng tôi in ra như thế. Quý vị, những người nào nghĩ rằng mình thông minh, hiểu biết và có lòng với đồng bào quê hương đất nước chúng ta, thì hãy mau mắn đồng hành với tôi, phụ giúp tôi tất cả những phương tiện cần thiết
cũng như tất cả những gì cần thiết để mà chúng ta cùng nhau làm việc phân phát những sấm lệnh và hồng ân vĩ đại này đến cho tất cả mọi người được biết gặp. Đó là hai sấm lệnh mà tôi đã thông báo cùng những phép lạ vĩ đại mà Thượng Đế đã hiện ra trên mây. Chúng ta cần phân phát thông báo cho tất cả mọi người trên quả địa cầu được biết gấp. Đó là việc làm quan trọng nhất thời bây giờ cho đến ngày tận thế của thế giới nhân loại. Vì thế đồng bào đừng có uổng phí thời giờ của mình, đừng có mất thời giờ suy nghĩ về những cái sự hiểu biết của con người mình để mà đối đầu với bọn cộng sản vô ích. Bởi vì bọn cộng sản và thế giới tự do quá trớn, chúng nó là đệ tử của quỷ Satan, chúng nó đã bị Satan bắt rồi. Thành ra chúng ta không thể chiến thắng chúng nó bằng những chiêu thức của thế giới nhân loại, mà chúng ta có thể chiến thắng chúng nó với điều kiện là chúng ta phải dùng những phương pháp của thế giới thiên loại ban cho chúng ta. Và những phương pháp đó chúng ta đã nhận lãnh được rồi, và tôi đã phân phát, đã thông báo cho đồng bào, và đồng bào cần phải đồng hành với tôi để tiếp tục phân phát cho tất cả mọi người Việt Nam được biết gấp, và đồng thời phân phát cho đồng bào nhân loại được biết gấp. Đó là việc làm quan trọng nhất từ bây giờ cho đến ngày tận thế của thế giới nhân loại. Và ngày đó sẽ xảy ra, ngày đó là ngày mà Cha Trời Giê-xu sẽ tỏ hiện ra từ thiên đàng xuống quả địa cầu. Ngài sẽ đặt thành Jerusalem thành mới, thành Jerusalem từ thiên đàng xuống quả địa cầu để làm việc cứu rỗi chúng ta. Ngài đã thông báo cho tôi biết trước như thế, và Ngài bảo tôi thông báo cho nhân loại được biết trước. Và Ngài đã ra lệnh bảo tôi mời hội đồng bào Việt Nam chúng ta hãy làm gương trước, là hãy đồng hành cùng chúng tôi, phụ giúp tôi cùng nhau thông báo những sấm lệnh này, những phép lạ này đến cho tất cả mỗi người trên quả địa cầu được biết gặp. Y sư Trần Quang Đại kính chào tạm biệt, và tôi hy vọng đồng bào chấp hành, bởi vì đồng bào đã và đang thờ ơ vô trách nhiệm. Đồng bào đã và đang thờ ơ vô trách nhiệm bấy lâu nay thật là đáng buồn. Đừng để những sự việc xảy ra nữa, kẻo sau này hối tiếc thì đã muộn.